Ola la, chào các bạn. Sắp đến Trung thu rồi nên hôm nay tôi đi tìm nguồn nguyên liệu để làm bánh Trung thu. Đầu tiên tôi mua bộ mì hoa hồng để làm vỏ bánh. Xong tôi mua tiếp bột bánh dẻo để tiện cho việc trộn các loại mức trong nhân bánh. Do làm bánh chay nên nguyên liệu sẽ rất ngọt, vậy nên tôi phải trộn nhiều mè hơn để dung hòa nhân bánh. Wow, hạt sen này bạn nhìn thấy nó tươi ngon quá đúng không? Tôi chỉ dùng một bịt gừng chứ không dùng quá nhiều, nếu ta cắn vào miếng mứt bí như vậy sẽ rất ngọt không ngon nên bạn nhớ cắt nó ra thành thật nhiều miếng nhỏ. Phần hạt dưa này tôi cũng dùng nhiều hơn một chút, đây là các tôi thường dùng vì khi ta cắt chúng nó sẽ rất bùi và béo. Rất rất ngon. Còn chân bì này tôi nghĩ một bịt là đủ rồi, không cần quá nhiều. Tắc thì ta chỉ cần cắt sợi mảnh, mỏng, ngắn thôi, không để dài quá là được. Tôi nghĩ một hũ vậy dùng một chút như vậy là đủ rồi. Đối với mứt gừng tôi thích cắt giống tắc và nó sẽ giúp nhân bánh có màu đẹp. Năm nay thay vì dùng chai bọ phải bỏ vào trong hũ. Nhìn hơi lạ nhưng cũng không sao, miễn là vị đường vẫn vậy là được. Giờ ta qua đến hạt điều, bạn nhớ dùng băm hạt mà hãy dùng chai lăng qua lăng lại để hạt điều bẽ nhẹ thôi, vậy thì khi ăn mới ngon. Đây nhìn dãy nguyên liệu là thấy không khí Trung thu rồi đấy. Tôi thích dạng mua này, chỉ cần đến một nơi nhưng có thể mua được hết tất cả nguyên liệu cần. Giờ thì tôi mua thêm lá chanh, rượu mai, quế lộ, rượu trắng và hộp đậu phộng xay nhuyễn nữa là xong. Qua mấy cái hộp đựng bánh nhìn đẹp quá. Khuôn họ cũng bán đầy đủ luôn này. Tôi thì tôi đã có khuôn sẵn ở nhà rồi nên tôi không mua nữa. Hôm nay đựng được 10 bánh giá 12.000 cho cả bao bì luôn thì không quá mắc. Vậy là nguyên liệu đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ tôi chỉ đợi họ tính xong là tôi sẽ mang về nhà để khi nào rảnh sẽ bắt tay vào làm. Nói thật là mấy hôm nay chạy ngoài đường thấy họ bán bánh Trung thu mà tôi thấy vui quá. Vì thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Mọi người đều có thể làm những điều mình thích và sống an nhiên tự tại. Nói thật là đối với tôi không khí như thế này rất là thoải mái và dễ chịu. Cảm ơn các bạn đã xem.